Em chào ô tô thành phố Hải Dương, xin kính chào các bác. Hôm nay em trân trọng giới thiệu tới các bác một xe, một mẫu xe Daihatsu Setti. Daihatsu Setti các bác nhá. Chiếc này đời cao, đời 2008, số sàn, máy 1.6. Xe không taxi và không dịch vụ. Một chiếc xe tương đối là lành và cũng tương đối là tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất rất sạch đẹp nhá. Bác nào đang quan tâm đến mẫu này thì các bác xem qua video của em và gọi điện trực tiếp cho bên em theo số điện thoại 0938586307 nhá. Đó là số điện thoại hotline của bên em. Và mời các bác qua địa chỉ 507 Lê Thanh Nghị rẽ vào xem xe này và một số những chiếc xe khác mà hiện tại bên em đang có. Bên em thì rất là nhiều những mẫu xe ô tô cũ với tầm tiền từ 100 triệu trở lên. Đặc biệt là cái mẫu xe trên dưới 200 triệu rất là nhiều luôn nhá. Các bác hãy đến xem và lựa chọn cho gia đình nhà mình một cái mẫu xe phù hợp nhất. Đấy. Xe bên em thì các bác yên tâm là xe không đâm đụng va chạm ngập nước, chỉ là quẹt bên ngoài thôi, chứ còn thì những cái vấn đề như là đâm đụng va chạm ngập nước là sẽ không có nhá. Đấy, còn thì về chiếc xe này là cũng đảm bảo các bác luôn là xe không taxi, không dịch vụ. Đấy, nội thất rất là sạch đẹp luôn. Máy móc ngon, điều hòa mát, lốp nát thì cũng còn tương đối các bác nhá. Đây là cái phần hình thức nội ngoại thất của chiếc xe. Các bác nhà mình hãy chú ý đón xem nhá. Đấy, ghế được bọc lót màu đỏ đen rồi. Phần vách cửa rồi phần nhựa của xe đây. Đấy, vô lăng cũng vô lăng này là vô lăng nguyên bản của xe nhá. Nó chỉ hơi mòn ở khóe một chút thôi. Đấy, còn thì phần táp lô xe rất là tươi luôn. Hiện tại thì em đang quay lúc bây giờ cũng hơn 6 giờ tối, hơn 6 giờ chiều cho nên là nó cũng không được sáng cho lắm nhá. Em tranh thủ quay cái phần nội thất trước, tí em quay cái phần ngoại thất sau nhá. Đấy, sàn của xe được bọc da rồi. Và cái phần tắp ni của xe này các bác thấy này vẫn là vách, vẫn là lý luôn. Đây, cánh cửa tiếp theo của xe đây. Đấy, tắp lô của xe là không, tắp lô, tắp ni của xe là không bị đổi màu nhá. Không hề bị bạc màu. Đấy, và những cái phần vách cửa đây là vẫn còn nguyên lý luôn. Vẫn còn nguyên zin là lý luôn nhá. Đấy, đây là ghế đằng sau của xe. Nội thất của xe rất là sạch sẽ luôn. Đấy, những chiếc xe bên em bán thì đều được chọn lựa những chiếc xe gọi là nó còn tương đối là cứng cáp thì mới lấy về và đăng lên cho tất cả các bác xem. Trần vẫn là trần lý và được bọc ni lông nhá. Trần lý rất là đẹp luôn đấy ạ. Các bác thấy những cái phần đằng sau này và những cái phần vách như này mà lý nó đẹp như vậy thì chắc chắn điều rằng là cái trần nó sẽ rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Sang bên đây nhá. Ở video này thì em sẽ quay nhanh để các bác xem về chiếc xe này bên em. Hiện tại thì dòng Daihatsu này em đang có hai chiếc nhìn liền nhá. Với tầm tiền là 150 mấy triệu một chiếc. Nói chung là về giá cả các bác cứ alo để được một cái giá tốt nhất. Để được một cái giá tốt nhất nhá. Đây là răng của xe được sơn màu đen rồi, nhìn khá là khỏe đúng không ạ? Cái lót áo ghế này các bác có thể là bỏ ra. Hoặc là các bác, cái này là mình kéo khóa đây nhá. Đây khóa này, cái khóa này mình kéo lên thì nó đỡ bị trùng xuống như thế này. Nội ngoại thất của xe thì tương đối là sạch đẹp. Đấy, trần. Trần thì nó bọc ni lông rồi thì các bác nhìn nó cũng sẽ thấy phần nào thôi. Bốn cánh cửa còn đẹp rất là đều nhá. Cái táp ly, táp đô của xe rất là sáng và tươi. Đấy, chỗ này được giả vân gỗ và chỗ này thì vẫn là nỉ nguyên zin. Đấy, côn số lái rất là nhẹ, rất là ngọt ngào và máy nổ thì rất là êm. Điều hòa rất là mát nhá. Chiếc xe này thì chưa có màn hình, vẫn là đầu đài. Các bác mà muốn lắp màn hình thì cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần bỏ ra 1 triệu. Chỉ cần là bỏ ra 1 triệu thôi thì có cả màn hình và có cả camera lùi luôn nhá. Đấy, chìa khóa vẫn là chìa khóa theo xe luôn này. Đấy, vẫn chìa khóa theo xe luôn. Hơi tối một chút rồi đúng không ạ? Hơi tối một chút rồi nhưng mà các bác vẫn chắc hẳn là một điều rằng là vẫn nhìn thấy, tất nhiên là không được rõ nhưng mà cũng nhìn thấy tương đối là cũng tương đối là rõ đúng không ạ? Tất nhiên là không được nét lắm nhưng mà như này cũng khá là rõ rồi.
là những cái phần sơn giá vân gỗ thì các bác thấy đây, khá là sạch đẹp đúng không ạ? Đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2021 luôn, đăng kiểm đây nhá. Và bây giờ thì đến cái phần quay, đến cái phần hình thức bên ngoài, hình thức thân vỏ bên ngoài của cái chiếc xe. Mời các bác hãy chú ý đón xem nhé. Đây, xe được thiết kế lớp sơn màu đen, cũng khá là bóng, cũng khá là bóng đẹp luôn. Mời các bác cùng em đi chi tiết một vòng quanh chiếc xe này nhé. Chiếc xe đời 2008 thì cũng đã được thiết kế một cái mặt ga lăng khác đi rồi, khác đi rồi so với lại những cái đời xe đời 2004, 2005, 2006, 2007 đúng không ạ? Đấy, có cái đèn bên đây hơi ố một chút này, và có thể là các bác đánh đi nhá, đánh đi thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ sạch sẽ hơn và nó sẽ trong hơn. Một cái đèn đánh đi thì thường thường là mất 150, bên em vẫn thường xuyên mang đi đánh mất 150 nhá, rất là rẻ đúng không ạ? Đấy, thân vỏ bên ngoài của xe đây, quay vào cái thời điểm này thì nó sẽ không được bóng nhiều lắm. Bây giờ là cũng tối rồi mà, bây giờ cũng 6:30 tối rồi, gần 7 giờ nơi rồi. Các bác ở trong khu vực miền Nam mà đang quan tâm đến mẫu này thì cứ xem qua video em sẽ tả cho các bác, và các bác nếu mà chốt được thì sẽ đặt cọc cho bên em để được chốt chiếc xe này nhá. Đặt cọc cho bên em. Các bác đặt cọc thì em sẽ cho đi rút hồ sơ và sẽ cho đi làm thủ tục. Và xong sau đó thì sẽ là làm thủ tục lên xe lồng vận chuyển vào trong khu vực miền Nam cho các bác, nếu các bác ở trong khu vực miền Nam hoặc miền Trung cũng được nhá. Miền Trung thì em sẽ thả ở giữa đường. Đấy, có công ty chuyên vận chuyển Bắc Nam mà. Đấy, bên em liên kết với công ty vận chuyển ô tô Bắc Nam luôn nhá. Vận chuyển khắp nơi toàn quốc luôn. Đấy, lốp nắp thì còn tương đối, na răng thì cũng đã được sơn màu đen rồi. Lốp của xe thì không còn dày lắm đâu. Các bác về mình đi một thời gian nữa thì em khuyên là các bác thay đi. Thay một bộ lốp thì các bác biết tiền bao nhiêu rồi đúng không ạ? Đây, thân vỏ bên ngoài của xe nhá. Gương thì được ốp inox rồi. Kính được dán màu đen rồi nhá. Và những cái chân chân kính thì cũng được ốp mạ inox, ốp inox luôn rồi. Tiếp theo là đến cái phần khoang máy của xe này. Đây, máy đây các bác nhá. Máy sạch đẹp, khô khan, lỗ êm. Đấy, còn đây là cabo này. Đấy, lý chống nóng vẫn còn rất là đẹp luôn. Vâng, video của chiếc xe này thì em cũng làm nó tương đối thôi. Nhưng còn thì tại vì nó cũng không có nhiều chức năng lắm, quan trọng là những cái hình thức thôi đúng không ạ? Rồi ok, em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ video của em. Đấy, các bác hãy đến xem xe địa chỉ tại địa chỉ là 507 Lê Thế Nghị, rẽ vào trong cái đường này một chút nhé. Và số điện thoại các bác kết nối theo số 093 8586 307. Các bác hãy gọi điện cho bên em để được tư vấn về xe này cũng như là một số những chiếc xe khác mà hiện tại bên em đang có ở tại bãi nhá. Bên em thì đang có tầm khoảng trên dưới cái mẫu, trên dưới 100 cái mẫu xe ô tô cũ. Đấy, vâng ok, em cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ video của em.